Chào mừng quý cư dân đến với bản tin tuần của tòa nhà Skyliety. Trong bản tin tuần này, chúng tôi xin gửi tới quý cư dân nội dung chính như sau: triển khai kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thang máy sau khi đã kiểm tra chất lượng thang máy, thông báo phòng ngừa rủi ro kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Kính mời quý cư dân cùng đón xem. Sau khi kiểm tra chất lượng thang máy của nhà thầu Mitsubishi dựa trên các tiêu chí đánh giá, nhận xét và đề xuất đối với ban quản lý tòa nhà để công tác vận hành thang máy được an toàn. Trong tuần qua, phối hợp với nhà thầu, ban quản lý tòa nhà đã triển khai công tác bảo trì bảo dưỡng toàn bộ các thang máy tại tòa nhà và đặc biệt lưu ý tới các hạng mục cần sửa chữa. Theo kế hoạch, nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây sẽ được nghỉ từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Do đó, sẽ có thể một số căn hộ trong tổ hợp Sky City có kế hoạch tham quan du lịch nhằm đảm bảo an toàn rủi ro tài sản, phòng ngừa mưa bão và phòng chống cháy nổ tại tòa nhà. Kính mong quý cư dân lưu ý một số vấn đề như sau: ngắt toàn bộ cầu giao điện tổng tại căn hộ, đóng kín các cửa sổ, cửa lan can, kiểm tra lại toàn bộ vòi nước, vòi xịt trong khu vực căn hộ, thu gom toàn bộ rác thải ra nơi tập kết, đăng ký thông tin vắng mặt với ban quản lý tòa nhà để đảm bảo phòng ngừa rủi ro của căn hộ. Những thông tin về bảo trì thang máy và công tác phòng ngừa rủi ro nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã khép lại bản tin tuần này của tòa nhà Sky City. Kính chúc quý cư dân một kỳ nghỉ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.